Rồi em chào tất cả anh em ha. Em chào tất cả anh em, bà con, cô bác trên mọi miền Tổ quốc. Bữa nay em lên tiếp cho anh em với bà con một số dòng máy mà Honda nè, Hyundai nè, GB. Cái dòng máy nói chung là dòng máy tốt nha anh em, nhờ anh em tham khảo ha. Nhưng mà em cam đoan với bà con là giá em bán bên cửa hàng bên em sẽ bán với giá là tốt nhất có thể của tiệm của em. Không phải là vì được bà con ủng hộ nhiều rồi tụi em tăng giá hoặc này kia ha. Em cũng xuất thân từ một gia đình rất là khó khăn, nên em cũng biết cái khó khăn, cái kinh tế, cái thời buổi của mình, nên em bán em sẽ lựa chọn ra một cái giá mà tốt nhất để cho bà con mình dễ mua, dễ sử dụng. Và 100% với bà con là không bao giờ bán mắc nha bà con. Chắc chắn với bà con là không bao giờ bán mắc cho bà con. Bà con có thể tham khảo nhiều kênh khác hoặc là tham khảo nhiều giá ha. Bị cái này em được cái sự hỗ trợ đặc biệt của cái người chị là đại lý cấp 1, mà chỉ rất ủng hộ em bán bên cái mặt hàng này. Nên bà chị để lại một cái giá tốt nhất trực tiếp từ hàng của công ty về luôn anh em. Bởi anh em 100% là anh em an tâm về vấn đề mà giá cả ha. Chắc chắn với bà con là một cái giá cả tốt nhất thị trường mà em đưa đến cái giá cho bà con, một cái giá tốt nhất. Em cũng không biết diễn tả làm sao, nhưng mà để phục vụ tốt nhất cho bà con mình á. Con đầu tiên em lên là hôm có một người bác ở Hà Nội hỏi em là cái hôm qua em lên là cái GX160, thì bác nói là củ phát của bác là 2.3 kg thì cần cái GX200 trở lên. Thì hôm nay em lên cái video này, nếu mà có bác nghe thì vui lòng bác vô kênh bác tham khảo giá ha. Thì cái máy hiện trạng là mới 100% nè, máy em mới khui thùng nè, Honda GX200 WC WC2. Cái dòng này là Honda xịn nha anh em, nhập nguyên chiếc từ bên Thái Lan vậy ha. Thì máy móc rồi để em cho anh em bà con coi tham khảo ha. Thì cũng giống như hôm qua, cái dòng máy này là xịn sò vô cùng nè. Còn hôm qua thì em bán rồi ha, em bán về Hòn Đất rồi. Khách hàng người ta chốt, người ta mua rồi chắc gửi tặng luôn 4 con chuột ngày hôm qua. Đây thợ đẹp trai của em đây. Chào bà con cái con. Thợ đánh liên quân của em đó anh em. Lần nào cũng giới thiệu liên quân chắc thời gian nghe chắc nó ế với em luôn á. Bữa nay chắc cũng phải cho nó tập uống rượu từ từ rồi anh em, qua gót đổ quá. Cái dòng này thì cái bua e bua lửa nó nhìn là thấy ghiền luôn á. Đó, bà con nhìn nè. Bây giờ dặn công lược nó vậy nè. Để khi mình sử dụng mục đích nào như phát điện đồ này kia là anh em gắn nó bụi hút nó qua cái dàn lọc này là nó không có bị bụi bẩm, nó không có vô bình xăng con anh em. Cái này nắng quá con trai ơi, chắc nhờ con trai để xích vô một tí xíu. Kéo xích vô một tí đây đi. Cái dòng máy này anh em hoặc là bác nào có xài sử dụng qua rồi thì biết ha. Máy này là rất là tốt luôn. Xài nhớt tốt một cái là 5-10 năm là chuyện bình thường, không cần sửa chữa. Nhưng mà lưu ý là phải nhớt tốt anh em, với kiểm tra nhớt định kỳ. Máy thì gì đây, GX200 cốt thẳng. Tốc này là 3.800 nha anh em. Cái dòng tua nó là 3.800 trong vòng trên 1 phút, tốc độ tối đa của nó. Rồi kéo xích vô tí con trai, nắng quá. Đó. Nắng quá chịu cái hơi người khét con vợ nó hung cái nó chê nữa. Đó, vô đây vậy đi cho nó mát. Nhìn cái bô nè. Quá trời cái bô nó nhìn nó sắc sảo. Anh em nhìn kỹ ha, cái này nó có mã vạch đều hết chân anh em. Rồi giá cả thì để em là một cái giá tốt nhất. Rồi nhờ con trai dâm nhất vô đi con. Em chưa bán, em cần số lượng anh em, cần số lượng cho em. Không phải mà bán một hai cái để cho bà con mình chê mình rồi chạy, không có vào kênh mình mua nó thì rất là buồn. Nhưng mà hổng gai, được sự ủng hộ của bà con là nói chung là hết sức nhiệt tình luôn, em rất mừng luôn á.
mình cũng không có ngờ tới là được bà con ủng hộ gì. Quá trời gắn giật nhìn nó đẹp. Những cái dòng máy tốt này mắc tiền này thì bà con lưu ý ha. Khi mà săn xuống mình đóng e cái đầu tiên thôi nha bà con. Là máy này nó không có tình trạng là mình mắc đóng e ha. Mình chỉ kéo nhẹ là nó chạy thôi. Mình săn rất là tốt. Đó, thằng thợ em bữa nay là dường như là nó thiếu rượu. Nó giấc này nó thiếu rượu. Nó mở nắp nhớt cái dặn không vô nữa rồi bà con ơi. có đòi rượu thì để bác mua rượu thôi cho ngang chay. Tội nghiệp hết sức luôn nha. Mở nắp nhớt dặn không vô luôn. Rồi tới em dặn cũng không vô luôn. Chắc em cũng thiếu rượu giống nó luôn hả gì rồi. Hay chủ với thằng thợ cờ bắp mở cái nắp ra dặn không vô. Con cứ từ từ đi dặn cho nó đúng cái chân răng nó đi. Con mở nắp kia con dặn hoài để cái nắp nó là nắp xịn rồi mình phải tuyệt đối chảy mới được. Còn bên nắp đen bên nắp trắng đó con vô rồi đó. Chắc sáng nay hai thầy trò thiếu rượu rồi bà con cô bác ơi. Mà nếu buổi sáng mà sáng sớm muốn rượu con nghĩ chắc giờ đuổi ra khỏi nhà luôn á. Đang nói xấu nó không biết hơi sao lù lù tới khi đuổi thì giờ luôn chết nữa. Con cứ thoải mái đi, cái nắp của nó này mình dặn nắp của nó được thôi. Để con mở nắp đen này con đéo bển đi. Con cho trả về vị trí đi. Bác dặn nha. Đây. Nắp xịn của người ta mà. Coi nào lộn nắp không? Hả? Không. Nó có trục chặt nhỏ cái này sao mở nắp ra rồi dặn không vô nha bà con. Chịu găng găng mũ nè đâu chịu găng được. Con nhìn thấy thợ nghiệp dư cỡ nào ha. Có cái nắp không mà dặn không được. Hai thầy trò này không biết làm gì ăn đây không biết nữa. Chắc bữa nay mà dặn không xong nắp này chắc vợ đuổi luôn rồi. Con thử cái này. Dạ, vậy là tại cái găng cái nắp này nó có vấn đề gì bà con ơi. Ở trong một cái máy xịn khác là dặn được nha bà con. Đây là máy xịn luôn nè. Dòng máy hôm nay làm lên cho bà con những cái dòng máy xịn sò luôn ha. Cái nắp này để em xử lý nó sau, nhưng mà khi em bán cho bà con thì cái nắp vẫn đúng là nắp zin ha. Nó có ký hiệu là chữ này chữ gì em đọc em cũng hiểu luôn. Hulơ. Tại vì cái ký hiệu này thì thiệt tình em dốt tiếng Anh nha bà con. Ngày xưa tiếng Anh là thường xuyên em cấp tiết luôn. Em học dở tiếng Anh chứ lắm, tiếng Việt em nói còn không dành.
đó, hồi nhỏ thì thời trẻ dâu của em là tới tiếng Anh, cái môn tiếng Anh với môn toán làm chó mất tiêu à. Học rất lên rất xuống luôn. Tới cuối năm mới lên được mà muốn chết. Mà cô giáo gặp em, cô giáo cũng sợ luôn. Dạy thằng học sinh thì nó dốt quá. Rồi con test thử cho bà con mình nha. Máy Thái Lan xịn cái này thì bà con cô bác giật rất là nhẹ nhàng luôn nha. Khi mà máy phát lên rồi thì máy rất là nhảy. Đi máy này là máy thùng. Nhiều khi tụi em phải cái đầu tiên tụi em phải đóng eo, nhưng mà tới khi tắt rồi rồi con dây khởi động lên. Thôi chưa dây cái đi. Cái này GX 200 anh em. GX 200 là 6,5 kg. Cái này gắn cua phát điện từ 2,3 kg đến 2,5 kg là tuyệt vời luôn á. Cực kỳ im luôn. Hoặc là mình tưới nước gãy cũng được nè, chạy xuồng ghe gì cũng được nè. Kéo nén thì không còn gì bằng luôn. Không biết chừng nào hư luôn á. Rồi hình bà con cô bác coi cái bô nè. Nó làm nguyên một cái thanh gì nè. Thanh dài đó nó giữ chắc cho cái bô này nó không có bị rung. Vậy nó tránh được cái tình trạng là bị gãy bô không thôi, là cái bô mình nó yếu ha. Bà con cô bác nhìn kỹ cái bô nè. Rồi test lại cái này con trai. Rồi hiện tại bên cửa hàng em bán là 5,8 triệu, mà nhưng đối với cái dòng máy này em bán cho bà con cái giá tốt nhất mà em tính toán rất kỹ lưỡng rồi, em tính cho bà con là 5,7 triệu ha. 5,7 triệu rồi ít 200 này nha bà con. 5,7 triệu cộng với tiền ship, mà bây giờ em có hợp đồng bên cái công ty của Viettel Post này, bởi cái phí vận chuyển của mình rất là rẻ ha. Là anh em nào mà chốt máy này thì em báo chi tiết ha, nhưng mà bảo đảm với bà con là rất là rẻ. Nếu mà mình đi ngoại tỉnh luôn là tầm cỡ khoảng 100 ngoài ngàn nha bà con. Cỡ khoảng 100 ngoài ngàn. Rồi cuối video thì em cũng cảm ơn bà con rất là nhiều. Bà con nào muốn cập nhật thông tin những cái dòng máy mà những cái sản phẩm mà bên cửa hàng em bán ha, thì vui lòng vào kênh Tiệm Sắt Đức Thắng đăng ký giùm em ha. Em sẽ lựa ra những cái dòng máy mà em cảm thấy là nó chất lượng và nó mỹ nhất, với một cái giá thành hợp lý nhất, hợp lý nhất mà em đáp ứng được cho bà con, chứ em không có để bà con thất vọng vì lựa chọn sai lầm của mình đâu ha. Chắc chắn với bà con là em sẽ lựa ra một cái giá tốt nhất có thể luôn. Rồi em chào tạm biệt bà con ha.